Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ giải thích cho mọi người về cái con điện trở không ohm này. Ở trên các mạch nguồn hiện nay nó ứng dụng rất là nhiều. Nhiều bạn thì bảo nó là con điện trở cầu chì hay là nó là cái gì, thì cái video này theo hướng theo cách hiểu của mình thì nó sẽ là như này nhé. Chúng ta sẽ bắt gặp bây giờ những cái mạch mà nó sử dụng linh kiện SMD. Đây mình đang lấy ví dụ trên một cái mạch bếp từ của một bác ở tận Quảng Ninh, bác gửi cho mình sửa cho. Mình đang sửa mấy cái thứ linh tinh như là mình chán quá, mình chuyển sửa bo mạch bếp từ. Thì cái con này thì mình có nhìn qua thì nó rất nhiều những con điện trở không ohm luôn mọi người ạ. À, đây nhá, mọi người này mình sẽ cho mọi người tham khảo kỹ hơn này. Chúng ta sẽ thấy nhá. Không ohm, không ohm, không ohm, không ohm rất nhiều này. Thì theo mình nhận định mình hiểu ấy, thì thực tế ấy, con điện trở không ohm này ấy, với những cái mạch điện mà sử dụng linh kiện SMD ấy, thì nó chỉ là cái dây di thôi. Với những cái mạch điện tử ngày xưa mà điện linh kiện chân cắm này nhá, thì cái dây di nó là cái dây sắt được khoan lỗ và sẽ đưa sang bên này và hàn mọi người ạ. À, để nó dây dẫn, mục đích của nó ấy là tại từ điểm này sang điểm này thì ở giữa của nó sẽ có những cái mạch in đi qua. Thì bản chất những con điện trở không ohm này nó cũng chỉ là cái cầu di thôi. Cầu di là dây lối, là chính là cái dây lối thôi. Để ở dưới gầm của nó là sẽ có cái mạch in khác mọi người nhé. Nó chỉ là cái tác dụng như thế thôi, chứ không phải như nhiều người bảo ấy, thì nó là một cái điện trở cầu chì. Nếu mà điện trở cầu chì thì nó sẽ là khác, nó sẽ là có lỗi trở gì đó hoặc là nó khác thôi, chứ nó không như chúng ta sẽ thấy này. Giả sử như cái đường bảo vệ quá dòng nhé, nó sẽ đi từ đường này, nó đi theo cái đường này, nó đi qua con điện trở này không ohm này, đi qua không ohm nữa, mục đích là ở dưới nó gầm nó có đường đi nhé. Tiếp tục nó đi như này, rồi lại đi qua con không ohm nữa, rồi đi qua con không ohm nữa, nó rất là nhiều không ohm. Thì thực sự ấy, nó không phải là điện trở cầu chì đâu, mà nó chỉ là cái dây dẫn thôi. Chẳng qua với công nghệ SMD ấy, thì những cái con điện trở SMD này, ví dụ như con điện trở này có giá trị là 39 ma, tức là 3,9 ga nhé, thì trên thân nó ghi chữ 393 đấy, thì là nó là một cái, chúng ta cứ tưởng tượng nó là như là một cái, mình cứ tưởng tượng như là cái sứ ấy, chúng ta có thể bẻ gãy nó được. Thì trên cái lớp sứ đấy thì bản mặt dưới nó sẽ là màu trắng, hai bên màu trắng, chỉ mặt này nó sẽ màu đen nhá. Thì trên cái mặt này nhà sản xuất họ sẽ phủ một lớp dẫn điện. Thì với cái họ tính toán cái lớp dẫn điện đấy với khoảng cách như này thì nó sẽ là được 3,9 ga. Nhưng với con điện trở số 0 này đấy, thì cái lớp dẫn điện đấy là nó đo nó sẽ là lỗi trở là không ohm, nó chẳng qua nó chỉ là cái mạch dây dẫn thôi. Tất nhiên trong quá trình mình gặp ấy, thì giả sử như bị quá dòng, bị nhảy ấy chập ấy, thì là cái điện trở không ohm này nó đôi khi nó cũng sẽ lổ, nó lổ đứt. Bởi vì ấy, cái dù là cái lớp dẫn điện đấy thì nó cũng không thể lổ được cái mạch này. Cái mạch này nó sẽ là lớp dây đồng, nó sẽ chịu dòng tốt hơn so với cái này nhá. Nhưng với mình nhìn trên bề mạch ấy, thì mình chỉ hiểu đó là cái dây di, nó là một cái dây cầu lối. Với công nghệ SMD nó như vậy, để phía dưới gầm nó là có những cái đường mạch in khác đi qua, nó chỉ có tác dụng như thế thôi mọi người ạ. Nên nó gọi là cầu chì thì cũng không đúng đâu, cầu chì làm gì mà điện trở cầu chì trên một cái đường mà nhiều điện trở cầu chì thế mọi người nhá. À, tất nhiên ấy, trong quá trình nhà thiết kế họ thiết kế ấy, thì có những đường nào thì họ sẽ nhìn sử dụng cái dây di là cái điện trở không ohm này, thì có những cái đoạn xa hơn thì họ vẫn dùng cái dây di sắt, dây di lối để bình thường nhé mọi người nhé. Mình đây mình còn cho mọi người tham khảo những cái đồ lay mới độc mới lạ này, như đây nhá. Đây là cái bo bếp, bo một cái bo servo của dòng pha lắc mình đang sửa này. Có điện trở này mình đang copy cái mạch của nó để mình sẽ để sau này mình gặp con DV47 mình sẽ sửa. Đây là một cái bo mà công ty gửi, một cái công ty nó gửi cho mình sửa với cái lỗi của nó là bị nhảy automat mà cũng buồn cười. Nhảy automat đây mình cho mọi người tham khảo này. Tức là bật máy lên ấy. Bật máy lên cái là chờ một tí là cái át 15A nó nhảy này. Thì mình rất ít gặp bị nhảy này luôn. Nó rơi trừ cái hàng nó bị chập tải thì nó mới nhảy. Nhưng hóa ra là con này do chiết công suất nó nhảy nhảy át. Nó nhảy át thì cuối cùng ấy là bo này khách khách mua trong miền Nam chúng ta sẽ để ý này. Đây là hai con này mà ui giời, bóng mọi người không nhìn được nhỉ. Để mình làm cho nó hết bóng á. Đấy, bật điện này là sẽ không bóng này. Thì đây là hai con khởi động từ, nó có sẽ có những cái tiếp điểm. Zin bản của nó là cái bo mình đang cầm bên này này, zin bản của nó đây là mấy con khởi động từ đã từng thay rồi. Zin bản cái bo này thì mình nhiều, mình sửa nhiều nên mình có nhá, chúng ta sẽ để ý này. AB nó là quận hút 100V và đây là tiếp điểm thường đóng, 13 14 là tiếp điểm thường đóng này, rồi là một cái 5 5 6 là thường hở, 3 4 thường hở, 1 2 thường hở. Nhưng riêng con bên này
Cả hai cái nó đều giống nhau nhé. Nhưng riêng con này này chúng ta sẽ thấy này. AB cũng là quận hút. 13, 14 là thường đóng ok. Nhưng 5, 6 đó là phải là thường hở, nhưng nó đang là thường đóng. Thì như vậy là hai con này thường hở thì ok. Như vậy là con này nó đang bị sai cái vị trí là thường đóng và thường hở. Nhưng trên cái bo này ấy, thì nhà sản xuất họ sử dụng là hai cái tiếp điểm là 4, 6 này và 3, 5 này. Là khi mà được lệnh hút ấy, thì đóng thì sẽ cấp cái một dây AC, nó có 3 pha mà đưa lên cho phần chỉnh lưu. Thì như này ở chế độ chờ, cái con này chưa đóng thì đã đưa lệnh lên cho cái điốt chỉnh lưu rồi. Và khi đóng thì cái này tách, cái kia lại đóng. Thì như vậy là cái cuộn hút này nó cái khởi động từ này chả tác dụng gì cả mọi người. Với mã của nó chỉ là 3A1B. Thì các anh thay là 2A2B. Mã thì rất giống nhau nhưng mà về cái tiếp điểm nó lại khai hoàn toàn. Thế là thành ra là chạy thì vẫn chạy bình thường đấy. Nếu cuộn hút của nó không chập thì vẫn chạy bình thường đấy. Bộ chỉnh công suất của nó không chập thì vẫn ok đấy, nhưng mà khi mà nó bị chập, đáng nhẽ bị chập công suất thì bắt đầu là máy nó sẽ đưa lệnh ra để nhả này, để không cấp nguồn cho công suất nữa, thì cái này không bao giờ chảy. Nhưng mà vì có nhả ra rồi thì nó vẫn có đưa, vẫn cái tiếp điểm thường đóng đấy, nó vẫn cứ cấp điện lên thế nào ấy. Đây mình cũng có một cái bo khác, thì là cái con dơ le thì nó hơi khác một chút, nhưng mà cái này của Hitachi, của cái này của Fuji, nhưng mà nó vẫn như mình vừa nói rồi nhá. Đây là đáng nhẽ con này thì khi chết công suất thì báo cái đèn HV đấy, đèn HC ấy. Thay khởi động từ không đúng mã nên khởi động từ không hút nhưng vẫn đóng cấp nguồn cho bộ chỉnh lưu. Thế là cái automat nó phải nhảy mọi người ạ. Và mình đang vẽ cái con gặp một cái bo này, nó chạy linh kiện rời. Như cái bo hiện nay thì nó sẽ tích hợp một tổ hợp này, một tổ hợp con này này. Nó sẽ tích hợp con trong một con, nó gọi là con DV47 này. Con DV47 này mình cũng gặp nó chết rất là nhiều luôn. Thế là mình đang copy cái mạch của nó. Đang copy một cái mạch sử dụng linh kiện rời này. Linh kiện rời này để ví dụ lỗi thì mình sẽ dùng chính cái sơ đồ này mình vừa vẽ ra để mình xử lý. Và nó có cái như mình vừa nói rồi, nó có một cái điều như này mà chúng ta sẽ thấy nhá. Chúng ta sẽ để ý đây là một con điện trở. Nó có ký hiệu là RM21A, nó dài như này này. Đây cũng là con điện trở. Rất nhiều đồ Nhật nó sẽ sử dụng con điện trở kiểu này. Ngày xưa thời điện trở như này mình gặp đầu tiên trên TV CRT của hãng LG. Có mấy con nhưng mà nó có một chân chung rồi nó sẽ chia ra là 1K, 1K, 1K cái chân khác. Nhưng riêng con RM21 này nhé. Con này này. Là bên trong nó sẽ có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con điện trở. Và nó đấu như thế này mới kinh khủng. Mình phải tháo ra mình đo để mình bắt ấy của nó, sơ đồ của nó. Thì tương đương với này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con này tương đương nó chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con linh kiện trên này. Đấy là điện trở, nó tích hợp trong một khối như này luôn. Thì chân 1 là chung của những con điện trở tới chân 4, tới chân 9 thôi. Còn đâu chân 5, 6, 7 thì lại là hai con điện trở khác. Đây này, chân 5 và chân 6, chân 7 này. Thì ví dụ từ chân 5 sang hai con 1K mới đúng, nhầm một chút. Thì chân 7 nó là nối với cọc âm này. Thì ví dụ như từ chân 7 này mà đưa ngược lên chân 5 ấy, nó là con điện trở 1K. Thì đây chính là con 1K, đưa lên chân 6 cũng thế, đưa lên chân 5 này. Mình đã vẽ lại cái này để mình sẽ copy phục vụ cho con DV47 sau này nó chết. Mình đã gặp và mình phải đục ra mình sửa. Rất nhiều bo pha lắc đời sau nó sẽ không sử dụng linh kiện rời như này, mà là nó sẽ có này tổ hợp của 1, 2, 3 cái tổ hợp này được tích hợp trong một con DV47. Như vậy là cái mạch nó sẽ chỉ nhìn thấy có 3 con module dẫn đứng là của DV47 thôi, chứ không hề rời như này. May mắn là mình gặp con này để mình copy để mình sẽ xử lý nó. Thì ngày xưa thiết kế này xung đây là kiểu như cây biến tần thôi, nó xung từ vi xử lý đưa ra, nó sẽ kích cách ni qua bộ TLP550 này, 6 xung nhé mọi người nhé. Bạn nào mà hay sửa những cái bo điều hòa hay bo tủ lạnh inverter thì các bạn sẽ biết được cái kiểu kích này nó có 6 xung kích để tạo ra phách thành 3 pha. Cái này hơi phức tạp một chút thôi, mình video này mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng qua video mọi người sẽ hiểu thêm về cái vấn đề con điện trở không ôm trong các dễ như ở trong các bo mạch điện tử nó là cái gì nhá. Chào tất cả mọi người.